Hello, chào mừng mọi người quay trở lại kênh La Cà nha. Hôm nay mình đi núi gần nhà cả nhà. Này về chuyến đi lần hôm nay mình đi với hai ông anh nữa. Ông anh mới về chung đây. Đó, đứng lên quay lại phong cảnh ở quê mình này. Hôm nay mình sẽ đi lên trên này. Nắng nha. Mùa này nắng quá. Ngầu rừng cả nha. Mới nhìn giống rất là giống nha, nghiệp quế nha. Nhầm anh em, nhiều anh em nhầm tướng là cây nghiệp quế đó. Mình đây là cây ngâu rừng. Tiếp tục đây là cây nhãn này. Nhãn rừng. Hoa này. Này mùa hoa của nó ít rồi. Khoảng cỡ tháng nữa đầu là có trái. Có mùa trái. Hoa quá trời hoa. Đó, cả nhà thấy một ổ rác không? Một ổ rác không? Vậy ổ rác cho cả nhà xem này. Đó, rác đó, đó là một tổ chim á. Hồi nhỏ mình thường bắt cái chim này. Ui, hôm nay mình không có bắt nó nữa, quay lại cả nhà xem thôi. Không biết nó có con hay là có trứng hay là có gì không rồi hay không rồi. Chưa có gì, mới làm tổ à, tổ đẹp à. Đó, trước mặt cả nhà là cái tổ ong hôm trước mình có quay mà mình ít mặt mình không bắt nha. Thì hôm nay mình cùng với cả nhà vào thăm lại cái tổ ong hôm trước của mình như thế nào, mình có mặt hay chưa. Mình nghĩ thì nay sẽ có mặt nhiều rồi, tại vì nó mưa thì nó sẽ có mặt thôi. Wow, bữa nay cái búa nó to khổng lồ luôn cả nhà ơi. Đó, từ xa đã thấy cái búa và cái bánh nó rất là to nha. Cả nhà cùng mình vào xem nhẹ nhẹ thôi. Ổ ong này nó có mặt là nó giữ cán. Rất là nhẹ nhàng nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái tổ nó rất là khủng nha. Ủa, bữa nay là quá là khủng luôn. Đó. Khủng luôn, không dám đụng coi động đại nha. Động đại là ăn đạn với nó luôn. Đó, quay gần lại đây. Ồ, to. Nhưng không biết có mặt hay không nha. Đây cả nhà. Nếu mình hút thuốc thì bắt nó đơn giản hơn nha. Tại vì mình cũng nghĩ là người ta họ bắt rồi, mình chỉ đi cầm ngừa theo cái thùng quẹt thôi, chứ mình không có cầm thêm thuốc hay này kia. Tổ ong là nó là như thế. Bây giờ mình phải cắt mấy cái cành lá tư này, đốt cho nó có khói sơ sơ là mình bắt thôi. Đây mình chỉ chuẩn bị được cái cành khô ở lá tư này thôi. Mình kèm thêm một hai cái lá khô nữa. Mình sẽ tắt máy quay. Thì rồi mình sẽ hơ cho ong. Trời, có khói cái ong không mà cắn, nhưng mà không phải đốt ong đâu nha cả nhà. Mình chỉ hơi khói thôi, một hai hộp khói là ong không cắn nó. Là mình sẽ quay cái cận cảnh lấy cái ổ nó luôn, rất là chi tiết luôn. Ong đứng dưới ổ ong này đó cả nhà. Cận cảnh mình hơi sơ sơ khói đây, ong nó gom hết lại không có cắn được hai bên luôn. Không có còn bay ra, bây vô cắt nó lấy cái bù hết làm chỗ thôi. Mình chỉ việc là mình dùng cái kéo mình cắt thôi, không có sợ cái cắn gì nữa. Dọn bớt cái cành ra xung quanh nè. Đó là cô con ong đực của nó đây. Đó, khúc này nó lúc bánh ong đực, trên này mới là ong con của nó. Đó, mình cũng xin phép mình cắt xong rồi mình đỡ lại thôi. Đỡ lại cho nó nuôi con của nó. Cành này cành khô khó khăn quá, bây giờ mình phải đi tắt ngay quay nha, đem xuống rồi mình sẽ quay lại. Đó cả nhà không, mặt nó rất là nhiều luôn, chưa khui ong nào luôn nha. Mình đã đem đất rồi, xách đại cả cái bay luôn. Cái này gần cả lít mặt gươm. Mình thở nó bớt ra này nha.
thôi nè, không giờ phải phủi nó ra này, rất là nặng, chỗ nào đang đi hết, mặc quá là nhiều luôn, đi chầm chầm này. Này nha, nó điêu cầm tại cả cái tay luôn. Hồi trước có ít mọc đó mình không có bắt, mình gặp con ong chúa đó mình sẽ quay lại luôn cho cả nhà xem. Giờ nó mới mưa cho nên nó mọc cũng nhiều. Ô, bãi tay luôn à. Quá chừng mặt luôn. Cái này thì mình xách về luôn cả nhà, không đi rừng được rồi đâu, nặng quá nặng mà. Cuối cái nào mà sạch thôi. Này cả nhà thấy không? Mặt của nó chưa đòi nha, chưa được đòi lắm. Nếu mà đòi hết cái lỗ này là cả lít, hơn cả lít luôn á. Mà cái búa nó khủng quá này, nếu như cỡ 5 ngày nữa thì mặt đòi. Tại vì trời có mưa mình sẽ bắt ong, mình sẽ rất là nhiều mặt. Giờ còn sót sót một hai con cành này để mình đốt, đốt lá cho khói này. Dùng cái cành này mình phủ sơ thôi. Phủ sơ này là ong bay hết rồi. Đó, bây giờ anh đem ra này, búa nó gương một nắm tay này gương, nếu mà nó đòi hết mấy cái lỗ này nó bịt lại nó là rất là nhiều mật nha. Nó đang lấy mật gom mật vậy thôi, đang gom mật vậy này, chưa bịt lỗ mà nó bịt hết lỗ này rất là nhiều đó. Mình sẽ quay lại kia, mình quay sơ cho cả nhà xem mấy con ong đực, những con ong mật, ong là ong chúa nha, mà không biết mình bắt được con, mình dạch được con ong chúa cho cả nhà xem không thôi nha. Đây mình sẽ quay lại cái ong nãy mình xả xuống nha. Đó, mình tìm ong chúa nha. Đây là những con ong thợ này. Ong này nó chia thành nhiều nhóm nha, nhiều con giữ tổ, con đi hút mật, nuôi con, nó cũng chia nhiều thành phần lắm. Còn con ong này là ong đực này. Nó to này, nhiều anh em mình không biết, cứ tưởng là con ong chúa nhưng mà con này là con ong đực. Mình bắt con ong này lên cho cả nhà xem này. Nó to như con ruồi. Anh em mình kêu là con, không biết tưởng có ông chúa nhưng mà đây là con ong đực. Đó, mình coi thử con ong chúa đâu, đừng bành lên. Thấy ong chúa không? Nó ong đực rất là nhiều nha. Không phải là con ong đực. Cả mấy ngàn con thì mình tìm ong chúa rất là khó khăn. Đó, dù ong con nó bay hết lên rồi mình sẽ thấy quay lại cái con ong chúa. Đó. Nó bay lật lên trên đó, bay hết lên. Ông chúa thì mình đỡ im lúc này nha, gấp lên trên thì coi là nó sẽ bay lên thôi.
hy vọng sẽ tìm được nó. Đang dập ong này cả nhà, dập tìm ong chúa. Lâu lâu làm cái video khác khác cho cả nhà xem cho nó vui nha. Trong đi rừng đi núi thì gặp cái gì thì mình xin quay lại cái cảnh đó thôi. Vẫn chưa tìm ra được con ong chúa, toàn là con ong cái không, ong đực không à. Rất là nhiều con ong mà tìm căng lắm, có khi tìm cũng không có nữa, tại vì nó lộn rất nhiều con ong kia làm sao thấy được, khó lắm. Vẫn chưa ra được con ong chúa rồi. Chỗ nó ong nó đi đi về về là dễ có nó lắm. Tại vì ong chúa nằm đâu là ông con ở chuyện bu vô chỗ đó. Không biết hôm nay sao, bạn miết hồi nãy giờ chưa thấy này. Khi mình banh ra con ong chúa nó bay lên, mình không thấy nha, không kịp thấy là nó bay lên. Mình cũng chịu thôi. Hôm nay mình không có bị cán thắt nào. Tìm con ong chúa quay lại cho cả nhà xem rõ cận cảnh con ong chúa khó quá cả nhà, không biết có hay không đây, nhưng mà cũng thấy nó bị mõn ong rồi mà ong chúa đâu chưa thấy. Chị nghe tiếng ong vô vậy đó, ông toàn là ông đực quá nhiều luôn này, thấy không? Không, ông đèn đèn một bữa được không? Không được không này coi nha. Được không, chưa thấy con ong chúa. Ông được thì có nhiều con, mình giữ tìm những ong chúa thôi, chỉ có một con thôi. Cho nên mình tìm ong chúa rất là khó khăn. Có khi mình chưa kịp chỉ nó bay lên cũng có. Hôm nay mình chỉ quay của ông rồi mình đi về thôi. Tại vì ông nó quá chừng mặt luôn, mình xách về thôi chứ đi lên rừng nó lấy coi nó đã chảy hết thì nó cũng lãng phí tài nguyên của thiên nhiên nha cả nhà. Còn ông nó có được bao nhiêu mật đó thì số lượng ông nó làm rất là quá quả. Cho nên mình bắt được rồi mình cố gắng mình phải giữ thôi. Giữ cái lượng mật dùng đem về. Để chạy hết cùng đường thì nó rất là lãng phí. Hôm coi không lấy thì hôm sau mình sẽ lấy, nó cũng không có sao. Không phải, mình tự tưởng ông chúa ai gì không phải. Ồ, khả năng không quay được cái con ông chúa cho cái nhà mình xem rồi. Ồ, con ông được không ơi. Nhiều kinh. Ông chúa nó lành thì sao nó bày đâu biết.
bành hết trọi trường, không thấy con chúa đâu. Con chúa thì nó cũng giống như con ông thợ này nha cả nhà, nhưng mà nó điều một cái to hơn rất nhiều rồi, đục nút vậy đó. Nó điều lại cho cụ ơi, chắc con chúa nay về chỗ điều hết lại đó rồi. Chiến thôi rằng hôm nay đã thành công rồi nha cả nhà. Nên mình đã thành công rồi. Mình muốn bắt cái tổ này nữa thì hôm sau mình sẽ lục trong cái bán kính trong khu vực này, là chỉ có nó đóng lại khu vực này thôi, nó không có đi xa đâu. Đó kinh nghiệm bắt ong của mình, vậy lâu thì mình cũng thường bắt nó lắm, cho nên mình đi rừng thường xuyên để ý gặp ổ ong thôi. Đây mình quay lại cái mới cái cây tọa tê cho cả nhà xem, lúc tọa tê nha. Nó ngồi lớn nha, hồi hồi lâu mình thấy nó nhiều cổ tê rồi. Này mình lại thăm thì mất mấy năm to, đơn thân này. To cơ không? Rất là to, không có gỗ đâu, nhìn cái màu nó ngon lắm. Tê to cơ, đất mẹ nằm hết trong đá thôi, con lá phải chạy đá, nhưng mà cái này nó cũng không có gỗ nha, có non. Giờ mình quay lại cái tổ ong này, mới đỡ kiến ta lên nè, mới đỡ kiến ta lên liền, hay thiệt, mà con mấy xíu à, kiến đã bù lên trên hồi rất là nhanh, ổ gươm, sách về thôi vậy cả nhà, thành công mỹ mãn, sách bảy tay luôn mà, cái búa quá, chặn luôn bằng cái bắp chân của mình luôn mà. Đó, nếu như mình mạo hiểm, mình không mình thấy có xíu mặt mình lo bác thì không bao giờ nó sẽ có được cái được mặt, số lượng mặt nhiều thế này đó, ra mặt chảy mà không mà nhiều mặt đói đã thiệt. Không biết đem về tới nhà có ăn toàn không đây. Mặt con búa nó thùi lừ, quá đã rực rỡ nha cả nhà. Chuyến đi rừng hôm nay như vậy là đã thành công rồi. Ở cả nhà thoải mái lỗ kích là đủ mặt rồi nè, kích hết lại nha. Nó kích hết như thế này nữa thì mặt rất là nhiều. Đó, với thì như thế này là tạm được rồi. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chúc gia đình mình luôn xem video vui vẻ nha. Có gì thiếu sót thì anh em có thể góp ý kiến bạn bình luận ở dưới kênh để mình hoàn thiện kênh, ngày mình sẽ ngày một phát triển tốt hơn nha. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều.